Ok, xin chào tất cả những nhé, chào mừng những anh em đã quay trở lại với channel mình là Resty. Và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip cài và trải nghiệm dân giả lập ở Waku. Thì bây giờ thì chắc là không còn mới mẻ gì nữa, là cũng có những cái người từ lâu trước. Thì mình cũng chỉ là người cài và trải nghiệm lại xem là nó có mượt hay không trong các clip mà thôi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cài nhé. Thì như hôm trước mình có nói là mình sẽ tải được Robo Disk, nhưng mà không hiểu tại sao mà tải về được cái bản lăn của nó rồi nhưng mà mình không chạy được, không cài được. Nó lỗi gì anh em ạ? Waku đủ, không phải là Waku đã lên một tầm cao mới chăng? Nhưng mà chữ liên kép nó đã ra tìm kiếm rồi. Còn là tìm Ruby gì đó mình không quan tâm. Mình sẽ tải luôn cái này nhé. Không phải là khá là nhẹ anh em ạ. Và vẫn như mọi khi thì chúng ta sẽ cho em nó vào Blue Alpha Test. Đây là đây tên khá là sắc rối và lằng nhằng. Waku. Ok, sẽ cho nó vào đây. Oh, có tiếng Việt mà lại có những con hương của BNG này. Hay đấy. Tại vì hồi trước thì mình có trải nghiệm một lần rồi mà cũng chưa có quay lại video, cái mình quên mất. Mà cũng chỉ là gọi là trải nghiệm qua thôi nhé. Mình thấy giải lập này xong mình không có chơi Free Fire các bạn. Mình nói thật ra thì mình chơi thử Liên Quân ở đấy, tại vì mình chỉ mần mò trên Liên Quân đấy các bạn. Nghỉ Free Fire, đợt đó là mình vẫn nghỉ Free Fire đấy. Ok, chúng là cái giao diện này khá là ok. Cái này phải lâu nhỉ, phải lâu đấy. Không biết là anh em nghe mic của mình nó bị gì là không, nhưng mà tại vì đây là mình dùng cái mic của webcam á, nên là nó rẻ như vậy. Hồi trước thì mình có xài cái mic của cái tai nghe, mà cái tai nghe nó hỏng rồi. Cái tai nghe này nhìn về cái mic thứ nhất là nó xa này, thứ hai là nó đã, tại vì nhá, trước đấy là cái mic này nó bị cái tai nghe này, cái mic của nó bị lộn ngược rồi. Mình giao lại thì mình không nhả ra đi trước được, thì nó trùng đầu, nó lại rơi cái tai nghe xuống, tai nghe này hơi nặng. Thế là mình phải tải cái phần mềm equalizer ấy, để mình cháo âm thanh trái phải lẫn nhau để mình đảo lại cái mic như bây giờ. Thì cái mic đấy, nhưng mà nó chất lượng tiếng nói nó khá là kém, nghe cái tiếng nó không được rõ. Thế là mấy hôm nay mình mới thu âm lại bằng điện thoại mà. Ok, cây này thì mình thấy nó khá là giống với cả Thun Lúc, anh em thấy không? Nó khá là giống với Thun Lúc nhưng mà có một giao diện chủ như thế này. Nó không kéo xuống được cả. Ông ma Canada nhỉ? Cũng là nhìn PC luôn. Dạo này kiểu các cái giải lập họ thích làm như này ghê. Ứng dụng chạy trên Android 7 sẽ 4 bit đang được bản cài đặt. Lại là Android 7 rồi. Thì liệu rằng là trong clip ngày hôm nay chúng ta trải nghiệm Free Fire nó có ngon hay không. Còn cái clip về Robo Disk thì anh em thông cảm nhé, tại vì cài nó không được cho nên là thôi mình sẽ bỏ qua. Con thật xa cũng khá là nhiều game mới, khá là nhiều ứng dụng mới. Còn cái Waku này đề xuất thì chúng ta chỉ quan tâm đến Free Fire mà thôi. Và liệu rằng trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm được những giải lập nào mới và mượt không? Hôm qua thì Arcadia phải nói là một cái trải nghiệm nó rất là bình thường thôi, nhưng mà nó đã đem lại cảm giác hơi khó chịu một chút. Mình chơi nó cứ xoay xoay vào đây, mình nhìn mình bắn khác gì con boss đâu nha.
chán thật sự đấy. Mà mấy hôm nay thì mình cũng không có vô và chơi với DeFi mà mình đi stack. Có hôm đó là mình quay clip thôi. Chả lại chán, chả có gì mới cho lắm. Nếu mà nghe nói là OB31 sắp tới này thì Matt sẽ quay trở lại. Đối với mình là một người chơi từ những OB đầu của Free Fire thì mình đã chẳng quan Matt Tiết rồi. Có quay lại, có stream luôn, nhưng mà cảm giác là từ đấy thì đồ họa nó chưa đẹp. Nhưng mà sắp tới thì mà đồ họa, tại vì đồ họa Free Fire bị được nâng cấp rồi, nên là sẽ có lẽ là một cái map rất là tuyệt vời này. Đó là hóng cái map này để mình lâu lâu gọi là mình cũng xem lại cái clip cũ mình quay hồi trước mình quay xong mình cất đi được, cũng may đấy. Nhưng mà có bây giờ mình không cất được, thật ra trước đó vẫn còn những cái clip nữa nhưng mà bị mất rồi các bạn, lâu quá rồi. Hồi đó là quyển VSS với cả SKS, hồi đấy mình chưa phân biệt ở đấy, mình suốt ngày cầm VSS, mà VSS hồi đấy có sẵn ống ngắm trên rất là mạnh luôn, có sẵn Facebook luôn. Ok thì bây giờ mình sẽ đăng nhập vào tài khoản set play, anh em đợi mình chút nhé. Sẽ đến free fire mắc, free fire thường mà. Mình vừa đăng nhập vào cái nó cho luôn vào free fire mắc em ạ. Mình chơi free fire thường thôi, gớm ông, hay là ông muốn khoe là chúng tôi hỗ trợ giải là free fire mắc, đẳng cấp. Đẳng cấp. Thôi nhá, không chơi Free Fire Max gì hết. Nhất mình chơi Free Fire Max nó rất khó chịu. Cái độ nhạy của nó cả mai cả nào quá. Không chơi một chút nào. Qua đây chờ đi. Trong khi chờ thì vẫn là một cái chương mục như thường lệ thôi. Chúng ta sẽ cài cái giả lập và như nhá. Set up cái giả lập như thế nào cho nó hợp lý. Vẫn là phải tự tùy chỉnh thôi. Có vẻ giao diện của con Waku này nó cũng khá giống kiểu VT nhỉ, Arcadia nhỉ. Tại vì hồi trước mình càn không để ý, bây giờ mới để ý kỹ này. Chắc là các cái con kiểu nền tảng mà chơi được cả giả lập mà cả PC này nó đều có giao diện này chăng? Anh để ý không? Cái giao diện rất là giống luôn nhé. Vẫn cái gì không có gì nó phải quá khăn nữa thôi. Ta sẽ để hôm qua. Wow. Nhưng mà cái này nó còn có cả 256040 này. Này là 2K 4K đúng không anh em? Thế. Cũng con chuột. Giống vậy trời. Cũng mới chuột này luôn anh em nhé. Trời ơi. Ok. Trời đất. Con này nó giống hệt luôn. Insert. Nó giống quá nhỉ. Nên là mình lên lại clip để mình lấy lại cái model anh em nhé. Cái model mình chả nhớ rõ đâu. Cái brand cái model mình luôn để ra này. Nhưng mà copy theo dán vào cho nó dễ nhanh nhé. Ok. Này chạy được lắm. Chạy luôn đi, cài xong game rồi. Ây chìa. Có cái game PC em ạ. Là phải một cái game để chơi nhỉ. Người ta San Andreas. Như con này riêng nghe nói này. Nó tệ lắm đấy. Kêu phải động lại anh solo vậy. Con này có vẻ khá là giống nhau ạ. Cho nên chắc là chúng ta so sánh thì có khác với chúng ta trải nghiệm đây. Hello ta. Hello nha. Nếu mà biết sau mình muốn bật lên thì mình phải làm như thế nào nhỉ? Không hiểu lắm. Đặt phần phát mặt. Lạ ghê nhỉ.
Em vẫn hay như sao? À rồi rồi rồi. Nó cài hơi lâu chả hiểu. Mình tưởng nó bị thoát đấy vào lại kiểu như game loop ấy. Vâng, một cái giao diện khá là cute và dễ thương. Mình chụp lại. Ok nhé. Rất chi là tuyệt vời. Thì quân này có phong cách khá là sáng tạo. Chấm điểm 10 cho cái phong cách mà sáng tạo nên cái quân này. Cái nền khá là đẹp. Nhưng mà có vẻ là lốt sẽ lần vẫn hơi lâu. Có lẽ là lần đầu nên mình sẽ bỏ qua. Cũng không cài được trong lúc mới này. Cho hồn cũng đi con chuột này. Còn F11 thì chúng ta sẽ cũng không được thôi nha. F11 là để hiển thị mô tả đây này. Mà đều vượt hết, đều 90 fps. Và rồi file thì nó chỉ có 90 thôi nha. Còn các cái, ví dụ mà anh em vô một cái web sự kiện của trong game này thì nó vẫn lên 120 bình thường. Có khi nó vượt qua luôn. Nhưng mà ví dụ chẳng những game cao nhất nó chỉ 90 cũng được. Thì làm sao thì giới hạn như vậy. Và có những cái người mà kiểu mãi thì mình chưa hiểu là tại sao họ lên 120 hay là 240 fps. Nếu mà nói là cái bật cái gì nhỉ, hiển thị cái con di chuột trên đấy thì không nói làm gì. Ồ, có vẻ như là cũng được bật sẵn fps cao này, có vẻ nó lắm lần này. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào nhá. Ok, mình đã đăng nhập xong rồi em ơi. Rồi chúng ta sẽ cùng vô và trải nghiệm xem là con Waku này liệu rằng nó sẽ tạo được sự khác biệt gì không? Nó khác so với trên GT Academy không? Thấy là giống nhau như thế này mà được không nói là con GT Academy kia được giới thiệu giải lập mượt nhất cho hai game mà không cần đảm loại. Mình nghĩ là con này nó cũng sẽ như vậy. Nhưng mọi thứ khá là giống nhau. Nhưng mà được cái là con này phải tiếng Việt. Nói tiếng Việt là ngon rồi. Đồ bình thường nhật đẹp. Nhật liệu này. Không sao, con này ngon này. Sẽ đặt nhẹ nhàng và tình cảm. Mỗi xét đồ này thôi nha bạn. Đổi cái áo đi cho nó gọi là đẹp. Đổi không khí xíu. Đó, mình vào quay nha. Biết tí hôm trước mà mùa 20 mình leo đi mình thoại đi thôi. Có vẻ là mọi thứ nó tuyệt vời không? Nó hết cái sự kiện này đã. Thì bây giờ từ cài lại mình chút để mình cài lại cái giao diện nó một chút cũng là cần chuột à cần đồ mã nhập cũng 20. Trời ơi, đừng có nhiều bài nha, em sợ lắm mọi người. Hơi sợ rồi đấy. Cái giao diện mà họ có thể cóp nhau một cách là điên cuồng như vậy. Nó quá là như gớm luôn. Thì nó thì sorry Ken nhé, đang đang quay clip. Có tí vô nguyền và vô từ chiến tranh là có đổ máu đấy. Cài tập 2. Đùa. Kéo tắt. Lười quá. Vẫn lười rồi. Sorry Ken nhá. Vì bây giờ là mình phải vô test ra là làm bài. Đã bất sự. Mình sẽ vô một cái bản chụp luôn. Ây.
trứng con tèo cá bát chăng. Để tôi mua rồi, để mình mua xem thế nào nhá. Có phần đói thế không? Ai có cho mày mình này. Phần nào thì cũng biết đâu nhỉ. Khác chỗ nào nó không thấy cái bé đâu. Cái bé đâu ta? Và cái trải nghiệm thì nó không như từ bé rồi, nó khá là giống với cái này thôi. Chỉ là thấy là có sợ hơn, khá là nhiều. Còn chỉ có mười ngon. Tiếp theo xem nó nghĩ rằng nhiều kênh các bạn thì quay trở lại đây. Vì vừa nãy có chút sự cố mà nó muốn thì đây là tạm dừng mình sang một round đấu khác. Sau đây là chúng ta sẽ chạy lại. Và sau một lần mỏi mình vẫn chả biết là cái bật FPS ở đâu cả, nhưng mà chả hiểu cái gì. Chúng ta sẽ lại nhảy vào thung lũng. Hy vọng là chúng ta sẽ không bị bón hành ngay là đầu game như hôm qua. Úi dồi ôi, đông thế. Đông quá, đông quá. Đùa. Quay video để mà gọi là review cho anh em xem là con này nó có ok không thì nó lại không có FPS. Buồn cười nhỉ. Mấy ông lại không cho tôi bật FPS, không cho lo FPS, mình sao mà chấp nhận được. Đấy, nó có giống như hôm qua mà nó cái xoay nó vẫn không khác gì cái này qua. Úi dồi ôi, má ơi, úi hồn con trồn. Nhưng mà sao nó di chuyển nó hơi khó chịu chút. Từ nhé, có lẽ là mình sẽ chỉnh lại cách chơi cho phù hợp với con này, nhưng nó quá là khủng khiếp rồi. Em nhìn mình xem là mình có khổ tâm không. Đến khổ ấy thì giả lập như thế này. Và không có gì quá là nổi bật. Xoay khó chịu quá. Mình sẽ giảm độ nhảy lên xuống nha. Thằng nào bắn. Nó nằm rồi anh ơi. Chết mình. Bạn Chrono khá là dữ. Mày nó cứ đang quay là lại bị móc lốp anh em ạ. Khả năng cao là không bóng mát nữa. Lần sau bỏ cái chi một mà nhảy lát lớn đấy các bạn. Đang băng. Cái nhà đập này vẫn cực kỳ là khó chịu. Những clip gần đây thì test khá là nhiều nhà đập. Hơi lợm anh em tự hiểu nhé. Nói rõ ràng quá thì nó lại không hay. Không hiểu kiểu gì. Để khám to được màn hình mình phóng mà.
Chrono rồi, mấy ông còn còn chơi trò móc lốp nữa thì ai mà chơi ra lại. Để nha, sẽ tắt mic nha. Nhiều người mình cũng không muốn nghe mấy cái linh tiên nữa. Những cái âm thanh mà nó thừa thãi không cần thiết thì nó sẽ không nên vô video. Xóa đây rồi, one shot đấy. Đừng one shot đấy. Má nó chả hiểu kiểu gì di chuyển. Ảo thật đấy. Mình di chuyển vào nó lại cho ra. Triple kill. Ở trang đây sẽ là giả lập tệ tiếp theo mà mình được định giá trang. Mình không còn vui tính như trước đâu bạn à. Mới đầu với mình sẽ rất bầm và tớ mà thôi. Nó khá là... Ấn nút đấm này. Anh em nghe rõ. Ấn con chuột nó phải mấy lần nó mới ra được một phát đấm ạ. Vâng, không được. Cứ phải di nó mới cho. Cái này thì mình cũng quỳ đâu. Rồi. Anh em nhìn này, nhìn phím di chuyển mình này. Vâng ạ. Đợi một chút xem sao đâu. Vâng ạ, nó đơ luôn. Vâng, tôi đang không biết là phải nói câu gì. Tình huống này. Cho system không phản hồi luôn. Có thể như vậy luôn. Vâng ạ. Vâng. Vâng, thì không cần điều gì nói nữa. Có lẽ là clip của mình sẽ dừng ở đây ngay luôn anh em ạ. Đây sẽ là một trường hợp ngoại lệ. Thực sự là ngoại lệ, nó còn tệ hơn cả những con giải lập như là KO Player. Tuyệt vời. Anh em đã được thấy nha anh em nhé. Nó thậm chí còn không phản hồi cả hệ thống system thì còn chơi bởi cái gì nữa. Còn gì để chơi không. Thì clip của mình tạm dừng tại đây. Nếu như mà anh em thấy clip này hay thì nhớ để lại cho mình like và subscribe nhé. Ok, bye bye anh em.